Chương 265 Bế quan. Báo Quốc Kỵ lấy ra vô tự đan thư đưa cho Thập Bách Kỳ. Thập đan sư, người có thể đi. Thập Liên là con gái ngươi, người muốn làm sao xử phạt ta thật không nhiều lời. Ta cũng muốn có một câu xem như tặng cho ngươi, có hay không chính là ở chỗ ngươi. Liền xem như con gái của mình làm sai chút chuyện nhỏ cũng không cần phải giam lại. Thập Bách Kỳ há hốc mồm, hắn rất muốn hỏi thăm Báo Quốc Kỵ liên quan tới vô tự đan thư bên trong một ít chuyện. Thế nhưng là trước mặt cái này, Mạc Minh Chủ hiện nhiên không muốn cùng hắn nhiều lời. Nếu luận tu vị, hắn so với Mạc Vô Kỵ không biết cao hơn bao nhiêu. Thế nhưng luận về địa vị, hắn thật là đúng, kém xa tít tắp. Trước mặt cái này, Mạc Minh Chủ thậm liền cầm đi, bốc lên sinh mệnh cấp về vô tự đan thư. Cũng cái này gọi là sai chuyện nhỏ. Cái kia thập mẫu cáo từ, Mạc Vô Kỵ không muốn cùng hắn nói nhiều. Thập Bách Kỳ chỉ có thể thu về vô tự đan thư cùng Mạc Quốc Kỵ cáo từ. Nữ nhi đưa ra ngoài đồ vật hắn lại đòi về, vô luận thế nào mà nói cũng là ném đi nữ nhi mặt. Hiện tại hắn không có mặt tiếp tục cùng Mạc Quốc Kỵ lôi kéo làm quen. Mạc Quốc Kỵ có thể không biết Thập Bách Kỳ muốn cùng hắn nói cái gì. Vô tự đan thư là một bản truyền thừa đan thư, không có cơ duyên liền xem như lấy về hay là vô tự đan thư. Bạn này đan thư hắn đã toàn bộ nhìn qua, nếu Thập Bách Kỳ muốn cầm về, vậy liền lấy về. Gặp qua Mạc Minh Chủ. Thập Bách Kỳ sau khi rời, một tên toàn thân sát khí nam tử mang theo một tên anh tuấn không tưởng nổi thanh niên đi vào. Mạc Quốc Kỵ nhận biết người này thanh niên chính là Hạ Kiếm Đình. Sao hỏa này thật đúng là một bộ tốt túi ra, tất cả Mạc Quốc Kỵ đều không thể không tán thưởng. Hàn Tông Chủ mời ngồi. Mạc Quốc Kỵ đối với cái kia toàn thân sát khí nam tử khách khí trả lời. Còn đi theo bên cạnh hắn, Hạ Kiếm Đình trực tiếp bị hắn không nhìn. Hạ Kiếm Đình cũng là nội tâm kinh hãi không thôi. Trên thực tế nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ trở thành Thiên Cơ Tông tông chủ, sau đó lại là hóa thân thành tán tu 2705, cuối cùng thành Bách Tông Liên Minh Minh Chủ. Cái này một dãy chuyện sớm đã đem hắn kinh hãi thất điên bát đảo. Đây là lúc trước tại biên thành tu luyện tán tu sâu kiến cùng hắn cấp đoạt lôi luyện thất gia hỏa. Hàn Hành sau khi ngồi xuống vội vàng nói, nghe nói Mạc Minh Chủ muốn đem Tà Bích là môn đệ tử Hạ Kiếm Đình, ta lo lắng vì cái gì hiểu lầm, cố ý đến đây mạo muội chỗ, còn xin Minh Chủ thứ lỗi. Mạc Quốc Kỵ cười cười, Hàn Tông Chủ khách khí, ta tìm Hạ Kiếm Đình là bởi vì có một việc cùng hắn có chút liên quan. Biên thành Cửu Nguyệt Đàn Các vốn là Trần Thị sản nghiệp, nhưng là ta về sau phát hiện Trần Thị từ biên thành biến mất, mà Cửu Nguyệt Đan Cát biến thành Bích La Môn sản nghiệp. Hạ Kiếm Đình biến sắc, hắn rốt cuộc minh bạch biên thành trưởng quỹ là thế nào chết, người lại trước mắt Mạc Minh Chủ giết chết. Liền xem như hắn biết Mạc Quốc Kỵ giết trưởng quỹ, hắn không dám có lửa lời nói nhảm trước mắt Mạc Quốc Kỵ. Thế nhưng là Bách Tông Liên Minh Minh Chủ, ngay cả hắn Bích La Môn tôn chủ cũng đến đây tự thoại, hắn Hạ Kiếm Đình tính là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Hàn Hành lập tức sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm một bên Hạ Kiếm Đình. Mạc Quốc Kỵ hiện tại thế nhưng là thất lạc đại lục Bách Tông Liên Minh Minh Chủ, mà còn không phải cái loại kia khôi lỗi Minh Chủ, tăng thêm hắn sớm chứng kiến được Mạc Quốc Kỵ thủ đoạn nhẹ nhõm tiêu diệt Dục Lâm Nội Thị cùng Cực Kiếm Thành Đông Gia, còn ép buộc Đại Diễm Tông Giang Tú Sơn không thể làm gì. Một người như vậy, nếu là hắn nghĩ muốn gây bất lợi cho Bích La Môn, lấy hắn Bích La Môn thực lực căn bản là nhảy không lên. Giờ khắc này, Hàn Hành hận không thể trực tiếp chụp chết Hạ Kiếm Đình, đắc tội ai không tốt, muốn đi đắc tội cái này thần tấn Mạc Minh Chủ. Bích La Môn mặc dù là chuẩn thiên cấp tông môn, nói thật thực lực chưa có nhất định có Cực Kiếm Thành Đông Gia mạnh. Hạ Kiếm Đình sắc mặt xoạt một cái trở lên tái nhợt, hắn làm sao không biết một cái tán tu có năng lượng lớn như vậy. Sớm biết biên thành Cửu Nguyệt Đan Các chính là đưa cho hắn, hắn cũng không muốn. Chuyện này không liên quan đến ta, là Dục Lâm Lôi Thị tiêu diệt Cửu Nguyệt Đan Các, sau đó bọn hắn muốn bán cho ta, ta liền mua lại. Hạ Kiếm Đình cảm giác được hàm răng mình đang run rẩy. Hắn biết cái mạng nhỏ của mình bất cứ lúc nào cũng biến mất không thấy gì. Người trực tiếp nói cho ta biết Cửu Nguyệt Đan Các Trần Tiếu Khắc đi nơi nào. Mạc Quốc Kỵ ngữ khí không có chút hàn băng, không lấy đến thực tế chứng cứ trước đó, hắn không thể giết cái này Hạ Kiếm Đình. Hiện tại hắn là Bách Tông Liên Minh Minh Chủ, mọi cử động sẽ bị người ta phóng đại đến xem.
Bích La Môn dù sao cũng là một cái chuẩn thiên cấp tông môn, nếu là hắn tại một cái chuẩn thiên cấp tông môn tông chủ trước mặt trực tiếp giết Hạ Kiếm Đình, gây bất lợi cho bất kỳ Bách Tông liên minh, đối với hắn là một cái bất lợi. Ta không biết, ta chỉ biết Dục Lâm Lôi Thị cũng không có giết chết Trần Tiếu Khắc, hắn hẳn là đi. Hạ Kiếm Đình vội vàng trả lời. Mà Quốc Kỵ nhíu mày, tại Vấn Thiên Thành cùng Bình Thành sự tình về phía sau, Cửu Nguyệt Đan Các thật giống như đột nhiên biến mất. Hàn Hành bỗng nhiên nói ra, cho người một cái cơ hội, người đi tìm Cửu Nguyệt Đan Các, nếu người tìm được trực tiếp báo đến Bách Tông liên minh, nếu tìm không thấy tự gánh hậu quả. Gặp Mạc Quốc Kỵ không nói lời nào, Hàn Hành chủ động nhìn chằm chằm Hạ Kiếm Đình nói, vâng tông chủ, ta nhất định trải qua toàn lực tìm kiếm Cửu Nguyệt Đan Các. Hạ Kiếm Đình biết đây là tông chủ cho hắn một đầu sinh lộ. Mạc Quốc Kỵ biết Hàn Hành đây là hòa hoãn hắn cùng Bích La Môn quan hệ, hắn cũng không nói gì thêm. Hắn giết qua Bích La Môn Thiệu Quảng Cảnh, nhưng là cái này thời điểm hắn không phải minh chủ. Hiện tại Bích La Môn tông chủ động lấy lòng hắn, hắn cũng không muốn thu lấy buông tha. Mạc Quốc Kỵ biết Hàn Hành đây là hòa hoãn cùng hắn Bích La Môn quan hệ trong đó, hắn không nói thêm gì. Hắn giết qua như vậy liền nói, đà tạ Hàn tông chủ. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền cảm tạ Hàn Hành. Hàn Hành tranh thủ thời gian đứng lên, Mạc minh chủ, vậy ta trước hết cáo từ. Hình hoàng ánh mắt để cho hắn toàn thân không thoải mái. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ không muốn chi cứu, hắn ước gì tranh thủ thời gian liền đi. Ha ha, người minh chủ này ngược lại thật vui vẻ. Qua một đoạn thời gian nữa đã có người tới thu thập ngươi. Tại Hàn Hành cáo từ về sau, một cái đột ngột xuất hiện, mang theo nỗi đau của người khác, thanh âm rơi vào Mạc Quốc Kỵ bên tai. Đàn tháp lúc trước dầu bạc đầu cá, Mạc Quốc Kỵ đột nhiên đứng lên, nhìn xung quanh một phen, thậm chí thần niệm đều quét qua một cái, nhưng không có lửa điểm phát hiện. Đừng nhìn ta lão nhân gia, lão nhân gia ta muốn trở về câu cá, thuận tiện đi ngang nơi này, còn muốn nói cho người một sự kiện. Người hủy thi diệt tích địa phương có một cái chân mạch đại lục chân thần cảnh, gia hỏa đã đi kiểm tra. Chớ vô lực sắc mặt lập tức thay đổi, hắn sở dĩ dám hiện thân chính là vì nhận định chân mạch đại lục trong thời gian ngắn không có người tới. Chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, Bách Tông liên minh lớn mạnh, chính hắn thực lực cũng lớn mạnh, cũng đã có thể lực lượng nói chuyện. Hiện tại một khi chân mạch đại lục có người biết hắn giết Tăng Hầu Ất, kết quả cái kia không phải hắn có thể dự liệu. Tiền bối, nếu nhìn thấy có người đi, vì cái gì không ngăn? Mà Quốc Kỵ vội vàng hỏi. Hắn biết lão giả dâu bạc này làm theo ý mình, hỏi cũng không, chỉ là trong lòng quá mức bó tay mà thôi. Hắc hắc, ta là cái gì muốn ngăn cản? Vứt xuống cái cầu về sau, lão giả dầu bạc thành âm hoàn toàn biến mất không thấy. Tông chủ, người mới vừa gì, cái gì ngăn đón? Một bên Hình Hoàng nghi ngờ hỏi. Mạc Quốc Kỵ thở dài, Hình Hộ Pháp, người đi tìm Phong viện trưởng, nói cho hắn biết ta cần bế quan một đoạn thời gian, mời hắn cùng mấy người vì Bách Tông liên minh thêm ra chút khí lực. Cái kia Thiên Cơ Tông đâu? Hình Hoàng nghe được, Mạc Quốc Kỵ muốn bế quan tranh thủ thời gian hỏi. Thiên Cơ Tông để cho ngươi Ức Bình phụ trách một cái, ngươi cùng Cảnh Phi Lan hiệp trợ, thực lực của ta quá thấp, nhất định phải trở về bế quan tu luyện. Tốt, xin mời tông chủ yên tâm, Hình Hoàng lập tức nói. Hắn đã bước vào chân thần cảnh, trên việc tu luyện liền xem như bế quan trong thời gian ngắn cũng không có cái gì tiến bộ. Bách Tông liên minh minh chủ tại đem Bách Tông liên minh đại khái phương hướng quy hoạch về sau liền trực tiếp biến mất trong tầm mắt mọi người, nghe nói là bế quan tu luyện. Cũng may là có Vấn Thiên Học Cung đại lực duy trì, cứ việc Mạc Quốc Kỵ bế quan không ra, Bách Tông liên minh vẫn dựa theo đề nghị của hắn phát tác các đại hội liên hội thành lập. Nhóm đầu tiên tiến vào ngũ hành hoang vực, danh sách đi ra, bởi vì biết mỗi người đều có cơ hội tiến vào ngũ hành hoang vực, lại ngược lại không có. Lần thứ nhất ngũ hành đàn bị thời điểm kịch liệt, thời gian như nước chảy,
bởi vì ngũ hành hoang vực đại lượng tài nguyên lại có mặt quốc kỵ chế định người có thể đi vào ngũ hành hoang vực bên trong quy tắc. Thất lạc đại lục tu sĩ thực lực phi tường tăng vọt, Bách Tông Liên Minh cũng như là lướt lên thì thuyền lên. Đại lượng tài nguyên tu luyện tiến nhập Bách Tông Liên Minh, Bách Tông Liên Minh càng lớn mạnh, đồng thời tích xúc đại lượng tài nguyên tu luyện. Đảo mắt thời gian 2 năm đi qua, Thiên Cơ Tông một dạng chính là càng thịnh vượng. Thiên Cơ Tông ngoại vi Thiên Khẩu Trấn càng là biến thành một cái số 1 số 2 trời miệng thị. Vô số tu sĩ phàm nhân thương gia từ nơi này lùi tới xuyên thẳng qua, mỗi một cái vào trời miệng thị đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy nơi này điều lệ chế độ. Bế quan 2 năm mà quốc kỵ chưa từng xuất hiện một lần. Oành, từng đạo nguyên lực quét sạch ra, đem Thiên Cơ Tông phía dưới linh vụ trong ao linh khí sương mù quấn lấy hỗn loạn tưng bừng. Cuồn bạo tàn phá bãi nguyên lực tại trong thời gian ngắn liền bị Ma Quốc Kỵ hoàn toàn thu nạp. Trọn vẹn một canh giờ, Ma Quốc Kỵ mới than thở một hơi, hắn rốt cuộc xông phá nguyên đan tầng thứ 9, tấn cấp nguyên đan tầng thứ 10. Theo lực của hắn tăng cao, tốc độ tu luyện càng chậm. Nếu không phải tại Thiên Cơ Tông cái này chín đầu linh mạch tạo thành linh mạch trong ao tu luyện, tu vị hắn không có khả năng tăng nhanh như vậy. Cảm nhận được trong đan điền rõ ràng khí tức màu tím, Ma Quốc Kỵ rất nhanh thu thập tâm tình, hắn quyết định cổ tác khí vọt tới nguyên đan tầng thứ 12, sau đó đi xem một chút, tìm cách tấn cấp đến đàn hồ chi cảnh. Đình đường, lúc này hắn bố trí một bên cảnh báo trận, bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ma Quốc Kỵ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian nhảy khỏi linh khí trì. Cái này cảnh báo trận là hắn trước khi bế quan lưu lại, đồng thời lặp đi lặp lại dặn dò Tăng Ước Bình không phải chuyện đặc biệt khẩn cấp, không cần kinh động hắn. Trên thực tế hắn bế quan tu luyện 2 năm đến nay cái này cảnh báo chưa hề vang lên, hôm nay đột nhiên vang lên, chẳng lẽ có người xâm lấn Thiên Cơ Tông? Ai có lá gan lớn như vậy, liền xem như là Đại Diễm Tông cũng không dám đi. Thiên Cơ Tông mặc dù không lớn, nhưng hắn dù sao cũng là Bách Tông Liên Minh minh chủ. Mà Quốc Kỵ vội vàng đóng lại tu luyện linh ao đi ra, hắn vừa tới thấy Tăng Ước Bình cùng Phủ Thiên sớm trở tông môn đại điện. Thời gian 2 năm, vô luận Tăng Ước Bình hay Phủ Thiên thực lực đều có một bước tiến dài. Gặp qua tông chủ, hai người thấy Mạc Quốc Kỵ đi ra tranh thủ thời gian tỷ lễ. Chuyện gì xảy ra? Mạc Quốc Kỵ trông thấy hai người trên mặt lo lắng biểu lộ, liền vội vàng hỏi. Chương 266, thật tới. Hình Hộ Pháp bị người trọng thương, Thanh Vân bảo chủ Thập Bách Kỳ bị giết. Tăng Ước Bình vội vàng nói, cái gì? Mạc Quốc Kỵ biến sắc, Hình Hộ Pháp nơi nào, đến cùng là ai? Chẳng lẽ có vực ngoại tù sĩ xâm lấn? Hình Hoàng chân thần cảnh thực lực, thế mà bị người ta bị thương nặng, đừng bảo là Hình Hoàng, chính là cái kia Thập Bách Kỳ. Thực lực cũng tuyệt đối không thấp, rất có thể là chân thần cảnh, làm sao mà bị giết? Tăng Ước Bình chậm một hơi, y nguyên lo lắng, là chân mạch đại lục cường giả tới, có một cái gọi là Cố Kỳ Nhân Gian Tiên Vương, hắn tới sau trực tiếp chỉ rõ muốn người đi gặp hắn. Mà Quốc Kỵ hít một ngụm khí lạnh, sợ quỷ có quỷ, hắn sợ nhất chính là chân mạch đại lục cường giả tới, không nghĩ tới vẫn là tới. Đáng tiếc lần bế quan 2 năm cũng chỉ bất quá mới từ nguyên đan cảnh tầng thứ 2 tu luyện tới tầng thứ 10, khoảng cách nhân tiên còn cách xa vạn dặm. Nếu hắn muốn tìm ta, đã thường Hình Ngộ Pháp ngược lại có thể giải thích vì sao Thẩm Bách Kỳ bị giết. Mà Quốc Kỵ bình tĩnh lại. Một bên Phủ Thiên thở dài, Thẩm Bách Kỳ bị Thanh Vân bảo người bán rẻ. Nghe nói trên người hắn có một bản vô tự đan thư, Cô Kỳ trực tiếp bức Thẩm Bách Kỳ giao ra vô tự đan thư. Thẩm bảo chủ không nguyện ý, bị cái kia cô nhiên nhẹ nhõm giết chết. Ngay tại chữ Phật giới chỉ đều bị cô nhiên cầm đi. Ai biết Thẩm Bách Kỳ có vô tự đan thư, mà Quốc Kỵ ngữ khí nhiều hơn một tia sát cơ. Vô luận hắn làm sao không muốn cùng Thẩm Bách Kỳ có gặp nhau, nhưng Thẩm Bách Kỳ dù sao là phụ thân của Thẩm Liên. Phụ thân Thẩm Liên bị người ta giết, thậm chí mạng nhỏ
hắn hạ có thể buông tha. Nghe nói là một cái gọi là Ngô Kinh Võ người, người này là Thẩm Bách Kỳ con nuôi. Nghe nói phụ thân hắn Ngô Vũ cùng Thẩm Bách Kỳ từng có mệnh chi giao. Ngô Vũ sau khi mất tích, Thẩm Bách Kỳ liền thu dưỡng Ngô Kinh Võ. Lần này Ngô Kinh Võ bán rẻ Thẩm Bách Kỳ, lại là bị chân mạch đại lục cường giả nhìn trúng. Hắn hẳn là dẫn hắn đi chân mạch đại lục. Tăng Cước Bình đáp. Mà Quốc Kỵ trước tiên lập tức hiện lên một tia. Một tên mặt dài mắt nhỏ nam tử. Hắn tại trường Lạc Dược Tiên Môn Đại Hội trên quảng trường gặp qua gia hội này một lần. Lúc ấy nếu không phải Thẩm Liên uy hiếp hắn, không cho hắn báo cáo mình Dược Tiên Môn quảng trường đạo tương người sự tình, một lần hắn cùng Yên Nhi đều chạy không thoát. Mà Quốc Kỵ lập tức nói, Vũ Thiện, người lập tức đi chiếu hình, chiếu cố hình hộ pháp, sau đó ngăn chặn chân mạch đại lục người, nói cho bọn hắn ta rất nhanh liền tới. Trưởng môn sư huynh, người đi nơi nào cũng không thể đi ngũ hành hoang vực thành, một khi đi nhất định không có về. Tăng Cước Bình vội vàng nói. Báo Quốc Kỵ bình tĩnh nói, tiền xem như đi không về, ta nhất định phải đi, bởi vì ta là Bách Tông Liên Minh minh chủ. Tăng Cước Bình há to miệng không nói gì. Xảy ra sự tình Bách Tông Liên Minh minh chủ đều trốn tránh không ra, hắn là minh chủ cũng là quá ớt ức, có lẽ trốn đi mới là biện pháp. Bất quá không phải Mạc Quốc Kỵ, vô số duy trì hắn Mạc Quốc Kỵ trở thành Bất Tông Liên Minh minh chủ không phải bởi vì hắn là Thiên Cơ Tông tông chủ, mà bởi vì hắn là tán tu 2705, một cái không e ngại tán tu, một cái dùng hành động nói chuyện tán tu. Ngũ hành vực thành Bách Tông Liên Minh đại lầu một hồi đại điện, Giang Tú Sơn cùng Phong Chấn Tu bọn người sắc mặt có chút tái nhợt, hình hoàng máu me khắp người, nằm tại trăm tông trong đại điện giữa một cây hình trụ, không biết là chết hay sống. Khoảng cách hình hoàng 2 trượng địa phương, một cái thi thể không đầu nằm nơi đó chính là Thành Vân Bảo bảo chủ Thẩm Bách Kỳ. Đại điện chính thượng thủ ngồi một bên không có lông mày nam tử, lần này tầm mắt buông xuống, tựa hồ sự tình gì đều không tại sự quan tâm của hắn phạm vi bên trong. Làm tử không có lông mày, hai bên phân biệt đứng đấy 3-4 tên tu sĩ, lại cho các người lửa canh giờ. Nếu cái kia tán tu 2705 chưa xuất hiện, chỗ này ta lập tức giết sạch nơi này hết thảy mọi người. Làm tử không có lông mày chợt một câu, ngữ khí giống như là từ xa xôi hư không. Tiền bối, từ Thiên Cơ Tông tới ít nhất phải 2 canh giờ, chúng ta đã thông chi hắn, tin tưởng hắn tới rất nhanh, còn xin tiền bối kiên nhẫn chờ đợi. Phòng Chấn Thu khom người nói ra, trên thực tế bởi vì Mạc Quốc Kỵ là Bách Tông Liên Minh minh chủ, cho nên Thiên Cơ Tông đến Vấn Thiên Thành có truyền tống trận, đến Ngũ Hành Vực Thành cũng có truyền tống trận, chân chính từ Thiên Cơ Tông tới đây bất quá là lửa lén hương mà thôi. Hắn nói 2 canh giờ là hy vọng Mạc Quốc Kỵ có chút chuẩn bị. Trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, từ khi Mạc Quốc Kỵ trở thành Bách Tông Liên Minh minh chủ tới nay, Bách Tông Liên Minh tại hắn chế định thủ đoạn phía dưới phát triển cấp tốc, sự thật chứng minh Mạc Quốc Kỵ thủ đoạn phi thường chính xác. Thất Lạc đại lục tu sĩ thực lực phổ biến đề cao, thế nhưng đối mặt với cường giả chân chính, hắn mới phát hiện Thất Lạc đại lục trước kia chính là Thất Lạc đại lục. Ta liền cho các ngươi 2 canh giờ, sau 2 canh giờ không thấy người, ta sẽ chém tận giết tuyệt. Làm tử không có lông mày lạnh lùng một tiếng, hắn tính sẵn tới Mạc Quốc Kỵ sẽ không trốn mà chạy tới đây. Vấn Thiên Học Cung, một tên đệ tử tuổi trẻ tu sĩ ngăn cản Mạc Quốc Kỵ đường đi, nếu như tự tiện xông vào Vấn Thiên Học Cung giết không tha. Mạc Quốc Kỵ không có xông loạn, cầm ra một viên ngọc bài nói, ta là Bách Tông Liên Minh minh chủ, hiện tại có việc gấp muốn tìm Đàn Tháp Linh Lung. Mạc minh chủ, cứ việc cái tên này tu sĩ chưa từng cùng Ngũ Hành Vực Thành, đối với Mạc Quốc Kỵ đại danh đã sớm nghe nói qua, đã từng Vấn Thiên Học Cung ngoại môn ngọn núi đệ tử, lấy một cái tán tu 2705 thân phận nèo tới Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bảng đệ nhất. Cái này chưa tính, tại 2 năm trước hắn tại lực áp các chuẩn thiên cấp tông môn tông chủ, lấy thiên cấp Thiên Cơ Tông tông chủ thân phận trở thành Bách Tông Liên Minh minh chủ. Biết Mạc Quốc Kỵ về sau, tên này Vấn Thiên Học Cung tu sĩ lập tức thu hồi sát khí của mình, tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Mạc minh chủ, ta rất muốn cho ngài tiến vào Vấn Thiên Học Cung,
Nhưng bây giờ ngài không phải Vấn Thiên Học Cung người, cái này khiến đệ tử rất khó. Để cho hắn vào đi, có chuyện gì ta phụ trách. Một cái thanh âm đột ngột đánh gãy cái tên đệ tử này. Cập Văn Sư Túc. Tên đệ tử này thấy rõ ràng người tới về sau, liền vội vàng khom người thi lễ. Người tới chính là Sư Cập Văn. Hắn đối với tên đệ tử này nhẹ gật đầu, lại nói với Mạc Quốc Kỵ: lúc trước đã tặng người cứu ta một lần, nếu người muốn tìm sư phụ ta, vậy người khả năng không chạy một chuyến. Từ khi ngoại vực đại chiến về sau, sư phụ ta không có từng trở về. Linh Lung bà bà bây giờ chưa trở về. Mạc Quốc Kỵ lập tức chau mày. Linh Lung bà bà là hắn cứu, hắn tự nhiên biết Linh Lung bà bà không có chuyện gì. Lấy Linh Lung bà bà chân thần cảnh tu vị, liền xem như chưa có trở về, hắn cũng không có vấn đề gì lớn nghĩ tới đây. Mạc Quốc Kỵ không có tiếp tục muốn Linh Lung bà bà sự tình. Cẩm Văn Đan Sư, ta muốn đi Vấn Thiên Học Cung có một số việc, cũng không nhất định gặp Linh Lung bà bà. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói, hắn tới đây hoàn toàn chính xác không phải bởi vì Linh Lung bà bà, bởi vì trước đó tu sĩ cả đường kia, hắn cũng tìm một cái cớ để đi vào. Người đi đi, Phong Viện Trưởng nói qua, vô luận thế nào Vấn Thiên Học Cung đều là người nhà. Sư Cẩm Văn đáp lễ nói, Mạc Quốc Kỵ đều là Bách Tông Liên Minh Minh Chủ, địa vị so làng cái lại đàn tháp đan sư còn cao hơn. Đa tạ. Mạc Quốc Kỵ sau đó nói xong, thân hình chợt lóe tiến nhập Vấn Thiên Học Cung. Trong lòng hắn rất cảm kích Phong Chấn Thu. Nếu như không phải Phong Chấn Thu công khai nói lời này, hắn hôm nay rất có thể không vào được. Vẹn vẹn lửa lén hương không tới, Mạc Quốc Kỵ tới đan tháp chỗ cái kia một mảnh khe vách núi đá. Khi Mạc Quốc Kỵ trông thấy cái lão giả dầu trắng y nguyên ngồi tại khe sâu bên cạnh cấu thức, lập tức thở nhẹ nhẹ nhõm. Tranh thủ thời gian khom người thi lễ, Mạc Quốc Kỵ xin ra mắt tiền bối. Lão giả râu bạc cười hắc hắc, trong tay lưỡi câu kéo một phát, lại là một đầu màu trong suốt con cá. Lão giả trong mắt lộ vẻ hưng phấn, nhanh lên đem con cá thu vào bên người thùng gỗ. Làm xong lời này, hắn mới quay đầu nhìn Mạc Quốc Kỵ nói, không sai không sai, vận khí người rất tốt, hai lần tới đây đều để ta thu hoạch. Nói đi, tìm ta có chuyện. Mạc Quốc Kỵ lần nữa khom người, vãn bối muốn xin tiền bối hỗ trợ xuất thủ một lần, còn xin tiền bối xem ở tất cả mọi người xuất từ một cái tông môn phân thượng. Ngừng. Lão giả râu bạc trực tiếp kêu dừng Mạc Quốc Kỵ, đứng lên trên dưới đánh giá Mạc Quốc Kỵ một phen nói, bọn gia hỏa này thực sự ngu xuẩn, thế mà hai năm thời gian tới tìm, ngớ ngẩn ngớ ngẩn. Mạc Quốc Kỵ có chút hoài nghi nhìn cái lão giả râu bạc, hắn hoàn toàn không rõ lão giả có ý đồ gì. Lão giả râu bạc trắng lên tiếng, có hay không là chân mạch đại lục cường giả đến đây, bọn hắn muốn tìm người tính sách, sau đó người tìm ta hỗ trợ đúng hay không? Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói, đúng là thế, tiền bối dùng cái gì biết được? Hắc hắc. Lão giả râu bạc trắng cười, chúng ta một ngày này thật lâu rồi, bọn gia hỏa này nhiều ngớ ngẩn, biết rõ ràng cái con khỉ kia chết trên tay ta mà còn hai năm mới tìm tới. Mạc Quốc Kỵ đã minh bạch cái lão giả râu trắng ý tứ, cảm tình gia hỏa này cho rằng chân mạch đại lục tới chậm. Hắn lập tức nói, tiền bối lời này không tử tế, cái con khỉ kia mông rõ ràng chết tiệt, chết trên tay ngươi, ta không có thực lực gì đi giết hắn. Nói xong dứt lời, Mạc Quốc Kỵ rốt cuộc không có được, hắn nhớ tới cái kia tăng hậu ất thực sự chết trên hắn. Cái kia lão giả râu bạc chỉ là đem cái tăng hậu ất đánh thành trọng thương tàn phế, sau đó đoạt đồ vật liền chạy, cuối cùng hắn giết tăng ất hầu. Còn địa phương tìm giết khẩu, lão giả râu bạc trắng đắc ý nhìn Mạc Quốc Kỵ, tại sao không nói đến cùng chết tại tay ta hay là ngươi? Mạc Quốc Kỵ im lặng nhìn lão giả họa này, gia họa này thật là nhìn sự tình gì đều không thèm để ý, lại tình mình cùng cái con khỉ không có gì khác. Đoán chừng hắn có thể để cho chân mạch đại lục người biết mình giết tăng hầu ất, sau đó tùy tiện hủy hiện trường. Chẳng trách mình lúc trước hỏi cái gì, lão gia hỏa này không có ngăn cản. Chân mạch đại lục cường giả điều tra lão nhân gia này tới một câu liền quan tâm cái rắm. Quên ai, lão nhân này sớm đã chờ cái ngày này. Nếu hết thảy đều ở tiền bối tính toán bên trong, vậy xin hỏi tiền bối vì sao muốn tính toán ta cần thế nào mới có thể tiền bối giúp ta lần này? Ta biết lão giả lần này đối với ta tính toán về sau
Bác Quốc Kỵ dứt khoát làm một trận giao dịch nói chuyện. Chương 267, chân chính nhân cực cảnh. Lão giả râu bạc lần nữa hắc hắc một tiếng. Ta còn muốn nói cho người một cái sự kiện. Người cái kia tiểu tình nhân đã được ta cứu sống. Sau khi đi chân mạch đại lục, nghe nói chân mạch đại lục có một cái gọi là hạ mộc áo tím. Con khỉ đối với nàng rất có hứng thú. Nếu ngươi không nhanh đi, mỹ nữ không còn là phần của ngươi. Mà Quốc Kỵ không nhìn lời của lão đầu. Lão nhân này mọi chuyện đều cần thiết đoán chừng đều có mục đích. Tiền bối có lời gì cùng giao dịch cứ nói thẳng, đừng quanh co làm người khác một cái chính khách. Lấy à, ta liền thích người giống như ta, sự tình đi thẳng về thẳng. Lão giả đầu bạc vỗ tay một cái nói nhiệt tình. Bác Quốc Kỵ trong lòng xì một tiếng khinh miệt. Nếu như người đều gọi là đi thẳng về thẳng, vậy thế giới này liền không có đường cong đồ vật. Lão giả đầu bạc không có lừa điệp lúng túng ý tứ. Chân mạch đại lục có một cái tinh không bảng. Cái này tinh không bảng cũng không khác bảng danh sách khác biệt. Vấn thiên bảng là người leo lên bao nhiêu vấn thiên giai. Vấn thiên bảng bên trên tên của người liền có thể khắc vào bao nhiêu giai. Tinh không bảng tên của người xếp bao nhiêu tên, người liền có thể leo đến bao nhiêu giai. Nhớ kỹ, tinh không bảng cấp số cùng với vấn thiên bảng tương phản. Giai thứ nhất là phía trên nhất một giai. Mà có vẻ sắc mặt khó coi. Cứ không phải để cho ta đi thu hoạch được tinh không bảng thứ nhất, sau đó leo tinh không bảng A. Lão giả đầu bạc tựa hồ không chút nào biết được mà Quốc Kỵ phản phúng, giờ một ngón tay nói. Người nhìn, người hòa hợp làm chính là vui sướng. Người trước tiên đạp lên tinh không bảng thứ nhất, sau đó leo lên tinh không bảng giai thứ nhất, đem phía trên thứ nhất một mặt tinh không bài lấy xuống. Đây là chuyện thứ nhất. Mà Quốc Kỵ lạnh lùng nói, tinh không bảng ta đã nghe nói, đó là chân mạch đại lục đệ nhất bảng. Trên bảng cường giả thậm chí đều là nhân tiên, cùng vượt qua nhân tiên cảnh cường giả, liền xem như có một ít chân thần cảnh, cũng là xếp tại phía sau cùng. Bảng danh sách này tính toán, thế nhưng là tại tinh không cống hiến, chẳng những muốn tu vị cường đại, còn muốn cống hiến thứ nhất. Người để cho ta đi thu hoạch tinh không bảng đệ nhất lại nói, tinh không bảng sớm đã có người. Liền xem như ta leo tới, tinh không bảng cũng không tới phiên ta. Lão giả râu bạc vội vàng quát tay. Không có việc gì, không có việc gì. Tinh không bảng đệ nhất đều là những cái kia vượt qua trăm lão đầu. Vượt qua trăm tuổi liền không xem như leo lên tinh không bảng thứ nhất. Không bỏ lên tinh không bảng dài thứ nhất. Huống chi, tại chân mạch đại lục không có người sẽ bỏ đi tinh không bảng. Ngươi cho rằng, người ta đều ăn nhiều chết no. Chỉ cần tại tinh không bảng lưu danh là được rồi. Không có việc gì, ai biết được tinh không bảng có hay không có thể bỏ tới. Cho nên, người chỉ cần tại trăm tuổi bên trong có thể leo đến tinh không bảng thứ nhất, liền có cơ hội cầm tới tinh không bài. Nếu như trăm tuổi đi qua, người không có thể đứng tại loại này cấp thấp đại lục thứ nhất. Loại thứ chất này đi lên không có ý nghĩa. Mà Quốc Kỵ thở dài. Cho nên người cứu Sầm Thư Âm, nghĩ biện pháp đem Sầm Thư Âm đưa đến chân mạch đại lục, đúng không? Sầm Thư Âm sự tình mà Quốc Kỵ sớm đã hỏi qua, biết lão nhân này cứu sống, mà lại là nhét vào kiếm hồ cửa. Cái gì giải thích đều không có, hay là kiếm hồ trưởng lão tìm một lời giải thích? Lời của người nói, ta không có. Bách làm đi chân mạch đại lục. Ta cái gì cũng không nói, ta hoàn toàn là làm việc tốt, kết quả chính là muốn đi chân mạch đại lục. Hiện tại nghe nói bị cái tên tiểu tử hạ mộc đặc sứ quấy rối, cho nên người mau chóng tới, trước ôm vào giường rồi hãy nói. Lão giả râu bạc trắng vội vàng nói. Mà Quốc Kỵ thản nhiên nói, ta thích đi thẳng về thẳng, quanh cò liền không nói, cùng lắm thì đi, cùng chân mạch đại lục, đánh nhau chết sống. Lão nhân này, ngay cả ngoại vực tu sĩ, sắp tiêu diệt thất lạc đại lục đều chẳng muốn đứng ra. Hắn không có tin hảo tâm như vậy, về sẽ đi cứu Sầm Thư Âm. Lão đầu râu bạc cười ha hả. À, người nói Sầm Thư Âm, ta nhớ rồi, cứu được làng đích xác có chút như vậy. Một chút xíu muốn cho người cùng với chân mạch đại lục ý nghĩ.
Mà Quốc Kỵ trầm mặc không nói. Hắn biết Sầm Tư Âm tính cách có thể làm trao đổi một môn nội kỹ, một mực đi theo chính mình một cách này đệ tử ngoại môn. Có đi chân mạch đại lục hỏi cơ hội là nhất định không bỏ qua. Hắn đều biết Sầm Tư Âm tính cách, lão đầu này không có lý do gì không biết. Nói một chuyện thứ hai đi, ta tin tưởng người khẳng định không phải để cho ta làm một chuyện. Mà Quốc Kỵ bình tĩnh trở lại, lão giả đầu bạc nói rõ ràng, cứu hắn chính là có mục đích, so với Ngụy Quân Tử cũng liền tốt hơn nhiều. Lão đầu dầu bạc lập tức vui vẻ nói, chuyện thứ hai người mang theo hai cái này bạc hiệu đi chư thần tháp tỏa tiên trận bên trong, cứu một cái gọi là kỵ ly người, chỉ cần người làm tới cái này, chúng ta giao dịch triệt để kết thúc. Chư thần tháp ở nơi nào, kỵ ly là ai ta không biết, mà Quốc Kỵ bình tĩnh nói. Lão giả đầu bạc khoát tay chặn lại, chờ người có năng lực thời điểm người tự nhiên biết, nếu người không có năng lực, người biết với không biết không có quan hệ. Đã như vậy, người thế nào không tìm một cái có năng lực hơn người đi làm? Và Quốc Kỵ nhíu mày hỏi. Lão đầu râu bạc lần thứ nhất lộ ra thương cảm thần thái. Người cho rằng ta không muốn à? Ta thủ tại chỗ này thời điểm Phấn Thiên Học Cung không biết bao nhiêu ở đâu cái góc. Lúc kia Thất Lạc Đại Lục thiên tài lớp lớp, cường giả như mây, nhưng không có một người có thể đạp vào Vấn Thiên Giai đỉnh chóp. Có một lần ta đụng phải một cái có thể leo đến Vấn Thiên Giai thứ 107 ra hỏa, ta kém chút vui như điên. Đáng tiếc tên kia cuối cùng không có đạp vào bậc thứ 108. Tựa hồ bắt đầu nhớ lại mình tại nơi này không có ngây người bao lâu, lão giả đầu bạc đưa mắt nhìn một hồi trước khe sâu mới tiếp tục nói, người không có linh căn lại tự mình mở ra mạch lạc tu luyện thủ đoạn, không chỉ như thế còn tìm đến thể lội 108 đầu mạch lạc, mặc dù không có toàn bộ đả thông, ta tin tưởng đây chỉ là thời gian mà thôi. Ngược lại người có cơ duyên bao sạp tìm được thuộc về ngươi tốt nhất tu luyện công pháp Bất Hủ Phạm Nhân Quyết, cho nên người ở lên này là một cái duy nhất chân chính có thể bước vào nhân cực cảnh tu sĩ, cũng có thể có khả năng đạp vào chân chính địa cực cảnh. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là người có thể tiến tới bậc thứ 108. Người biết không biết, tại người cầm xuống Vấn Thiên Bài thời điểm, ta kém chút nữa liền muốn mang theo Vấn Thiên Bài rời đi nơi này. Mình đi chân mạch đại lục tiếp tục tìm kiếm thiên tài. Cũng may ta nhịn được ý nghĩ này, cùng đi tìm người khác còn không bằng liền chọn người cho tốt. Cứ việc ta không có coi trọng người khai mạch tu luyện thủ đoạn, nhưng ai để cho ta tìm được không được nữa so với người ưu tú gia hỏa. Nghĩ đến lão nhân này lúc trước hỏi mình muốn Vấn Thiên Bài thời điểm phản ứng, Mã Quốc Kỵ cuối cùng hiểu được, không nghĩ tới lão nhân này ngay cả mình mở ra mạch lạc tu luyện thủ đoạn đều biết. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Mình không có kim đan, chỉ có tử khí, lão nhân này biết không? Tiền bối, nhân cực cảnh tu sĩ không phải chỉ có một cái, liền xem như tại Thất Lạc Đại Lục cũng có một chút, bất quá đại đa số là 10 tầng mà thôi, không giống ta tu luyện tầng thứ 12. Báo Quốc Kỵ uốn nắn lão đầu dầu bạc sai lầm. Lão đầu dầu bạc cười hắc hắc, 3 tầng một tiểu cảnh giới, tỉnh những người bây giờ nguyên đan cảnh, nguyên đan tầng thứ 1 đến tầng thứ 3 là nguyên đan sơ kỳ, tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 là trung kỳ, tầng thứ 7 tới tầng thứ 9 là hậu kỳ. Nếu 3 tầng một bậc thang, nhân cực cảnh dựa vào cái gì? Chỉ có một tầng. Ta cho người biết, chân chính nhân cực cảnh cũng là 3 tầng. Chính người tầng thứ 10 đến tầng thứ 12, những cái được gọi là 10 tầng nhân cực cảnh, bất qua bản thân tự an ủi mà thôi. Hắc hắc hắc, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới a. Nguyên lai là dạng này, mà Quốc Kỵ cuối cùng minh bạch vì sao hắn mỗi một lần trọng thiên đều là 12 tầng. Không phải hắn tu luyện sai, mà là những người khác tu luyện sai. Chân lý có đôi khi đích thực lắm giữ tại một số ít người trong tay. Tiền bối đã lâu như vậy, ta đồng ý, ta nói trước, tiền phải nói trước. Ta chỉ là tận hưởng lực lượng của ta. Nếu cuối cùng ta cả đời đều không có tìm tới chư thần tháp, vậy ta cũng vô pháp đi tìm kiếm mở ra tỏa tiền trận. Đương nhiên
có lẽ ta sẽ giúp tiền bối tiếp tục tìm kiếm người kế tục. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói. Lão giả đầu bạc thở dài. Ta đoán chừng lấy người khôn khéo cùng thủ đoạn, sống sấp xỉ 1.000 tuổi cũng không vấn đề. Đang đợi sấp xỉ 1.000 năm sau, có đi hay không chư thần tháp cũng không bao nhiêu lớn quan hệ. Hai canh giờ đã tới. Ngũ hành hoàng vực bên trong, nam tử không có lông mày đột nhiên đứng lên, quanh thân sát khí bốn phía, hiển nhiên chuẩn bị đại khai sát giới. Loại lầy sát khí để trong đại điện, những cái tông chủ kia nhào nhào lùi lại. Không có một người cho rằng đây là giả, đối phương là một cái nhân gian tiên vương. Nói đến muốn giết sạch ngũ hành vực thành, liền không có lửa cái giả chứ. Giang Tú Sơn sắc mặt âm trầm, ngữ khí lạnh lùng nói, quả nhiên là một đằng nói là một lẻo. 2 năm trước tại ngũ hành quảng vực thành trên quảng trường, lời nói hùng hồn đâu chỉ 2 năm nay. Tà Bách Tông liên minh tất cả mọi người cực khổ, hắn ở đâu? Hẳn là ta ở đâu, còn muốn hướng người Giang Tú Sơn hồi báo một chút. Người Giang Tú Sơn là minh chủ hay ta Mạc Quốc Kỵ là minh chủ? Mạc Quốc Kỵ thanh âm truyền tới, đi theo Mạc Quốc Kỵ liền đi vào trong đại điện. Giang Tú Sơn ngữ khí trì trệ, hắn không nghĩ Mạc Quốc Kỵ sẽ xuất hiện vào lúc này, sớm biết cái câu kia sớm muộn một chút rồi hãy nói. Mạc Quốc Kỵ đi tới, toàn bộ người trong đại điện đều nhẹ nhõm thở ra. Tất cả mọi người rõ ràng Mạc Quốc Kỵ tới nhiều nhất chết hắn một cái, nếu hắn không tới, cái kia sẽ là mọi người đều xong đời. Mạc minh chủ, Phòng Chấn Thu đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền một hồi, trên mặt tất cả đều là đắng chát. Theo lý thuyết, Bách Tông liên minh gặp nạn, không nên để cho minh chủ đơn độc đứng ra ngăn trở. Nhưng hiện giờ, ngoại trừ Mạc Quốc Kỵ đứng ra ngăn trở bên ngoài, không còn có biện pháp. Không phải tất cả mọi người sợ chết, mà bởi vì tại nhiều trứng gà cũng không gõ phá nổi khối đá. Đã như vậy, làm gì lãng phí trứng gà? Người chính là Tán Tu 2705. Lam Tử không có lông mày lạnh lùng quét qua Mạc Quốc Kỵ một chút, trong mắt mang theo kinh ngạc. Hắn cảm giác được Mạc Quốc Kỵ quanh thân linh vận mỏng manh, theo lý thuyết tư chất hẳn là đồng dạng mới là. Ta và người không oán không cừu, người cố ý tìm thấy ta có hay không bởi vì cái kia Hạ Mộc? Mạc Quốc Kỵ nhìn xem Nam Tử không có lông mày bình tĩnh hỏi. Lão có nhiều như vậy nói nhảm, đi thôi. Nam Tử không có lông mày đưa tay chụp tới Mạc Quốc Kỵ, lập tức sắc mặt hắn chính là biến đổi. Thu hồi chụp vào Mạc Quốc Kỵ trong tay, đồng thời một quyền đánh tới phía cửa đại điện. Một quyền này mang theo một cuồng bạo nguyên lực, trong nháy mắt liền quét sạch bắt đầu, giống như là một đầu cự long, cơ hồ muốn tuôn vệ hết toàn bộ đại điện.